Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Số tu nghiệp sinh Việt Nam biến mất tại Nhật chiếm 50%. BBC Tiếng Việt ngày 20 tháng 9 cho hay Việt Nam vô địch về số tu nghiệp sinh biến mất tại Nhật Bản. Theo đó, Nhật ghi nhận số tu nghiệp sinh biến mất tăng kỷ lục trong năm 2023, trong đó Việt Nam chiếm hơn 50%. BBC dẫn số liệu từ chính phủ Nhật Bản, trong hơn 9.700 tu nghiệp sinh biến mất khỏi nơi làm việc tính trong năm 2023 thì có hơn 5.400 người Việt Nam. Tiếp theo là Myanmar với hơn 1.700 người, Trung Quốc với hơn 800 người và Campuchia là hơn 690 người. BBC dẫn Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cho biết, số lao động nước ngoài bỏ nơi làm việc đã tăng thêm 747 người trong năm 2023 so với năm 2022. Tỷ lệ là cứ 50 người thì có một người bỏ trốn. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cũng dẫn trang Nikkei Asian cho biết cuối năm 2023 có khoảng 203.000 tu nghiệp sinh Việt Nam làm việc ở Nhật đứng đầu về số lượng so với tu nghiệp sinh các nước khác tới Nhật làm việc. Cũng năm 2023, theo cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, có 1.600 người Việt bị bắt bớ ở Nhật chiếm khoảng 28% tổng số người nước ngoài bị bắt giữ và là con số cao nhất tính từ năm 2019. BBC cho biết các chuyên gia nhận định với truyền thông Nhật rằng. Các tu nghiệp sinh bỏ trốn vì không có sự lựa chọn nào khác sau khi gặp các vấn đề tại nơi làm việc. Đồng thời gánh nặng nợ nần từ những khoản vay để trả phí môi giới khiến nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật phạm tội. Theo chương trình hiện tại, các tu nghiệp sinh không thể chuyển chỗ làm trừ những trường hợp rất cấp bách. BBC dẫn tiếp Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cho biết, các tu nghiệp sinh có thể chuyển công ty nếu bị bạo hành hoặc xâm hại hoặc nếu công ty của họ hoặc tổ chức giám sát vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Trong trường hợp này, các tu nghiệp sinh đồng hương cũng được phép chuyển nơi làm việc. Hiện tại, các tu nghiệp sinh không được phép làm việc kiếm tiền trong thời gian chờ giải quyết thủ tục chuyển sang chỗ làm mới. Theo BBC, thời gian qua đã xảy ra một số vụ bạo hành lao động nhằm vào các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật. BBC nhắc lại vụ một tu nghiệp sinh Việt Nam phải làm việc trên dàn giáo tại những công trình nhà cao tầng từ năm giờ sáng đến tối mịt sau đó còn bị bắt nạt, bị đánh gãy xương sườn và đã tiến hành kiện công ty của mình, được truyền thông Nhật đưa tin vào tháng 10 năm 2023. Và đây là hình tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật. BBC cũng cho biết, lẫn trốn cảnh sát trên phố không được phép ngã bệnh, làm những việc người Nhật không thèm làm là tình cảnh của lao động bất hợp pháp Việt Nam tại Nhật. Vẫn theo BBC, vào năm 2027, Nhật sẽ có một chương trình mới nới lỏng yêu cầu đối với các tu nghiệp sinh muốn thay đổi chỗ làm đồng thời cho phép tu nghiệp sinh có thể làm việc 28 giờ mỗi tuần trong quá trình chờ chuyển sang chỗ làm mới. Về thủ tục giấy tờ, cũng sẽ bao gồm các ngôn ngữ mẹ đẻ để các tu nghiệp sinh có thể nắm chắc thông tin. BBC cho biết thêm, hồi tháng 2, chính phủ Nhật đã chính thức quyết định loại bỏ chương trình tu nghiệp sinh nước ngoài hiện tại, được xem là một bước chuyển biến đáng kể của Nhật trong vấn đề thu hút lao động nước ngoài. Thay vào đó, sẽ có một hệ thống mới cho phép lao động nước ngoài có thể lưu trú dài hạn nhằm mang những lao động nước ngoài có trình độ và kỹ năng nhất định đến Nhật trong vòng 3 năm. Hệ thống mới này cũng cho phép người lao động chuyển sang nơi làm khác trong cùng lĩnh vực sau một thời gian nhất định. Đây là điểm khác biệt so với chương trình cũ vốn tập trung vào việc chuyển giao kỹ năng công nghệ cho quốc gia đang phát triển. Với chương trình mới, trọng tâm là đảm bảo và phát triển lực lượng lao động thiết yếu nước ngoài, giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật vốn đang trở nên trầm trọng thêm trong tình trạng dân số già. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Số tu nghiệp sinh Việt Nam biến mất tại Nhật chiếm 50%. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cải cách thể chế là yêu cầu quan trọng để tự lực tự cực. Ngày 18 tháng 9, học giả Trương Nhân Tuấn viết trên Facebook cá nhân Nhân Tuấn Trường cho rằng phải cải cách thể chế, nhất thể quá chế độ. Tác giả bình luận chưa hết năm mà đã xảy ra ba kỳ hội nghị trung ương 8, 9 và 10. Trung ương càng hợp nhiều thì càng cho thấy nội bộ đảng có xào xáo. Vì đâu? Vì tranh chấp phe phái chăng. Và đây là hình bài viết trên Facebook Nhân Tuấn Trường. Tác giả chỉ ra rằng phe phái trong đảng đã được phân chia từ lâu, phe Bắc, phe Trung, phe Nam, phe công an và phe quân đội. Hiện tại hai phe, phe công an và phe vừa hưng vừa yên đang chinh phục quyền lực. Tác giả cho rằng từ nay phải phân biệt bốn khuynh hướng phát sinh trong đảng. Thứ nhất là khuynh hướng theo Trung Quốc, tức rập khuôn mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và củng cố tư bản nhà nước. Thứ hai là khuynh hướng độc lập kiểu phát triển Việt Nam sau cho mục tiêu tự lực tự cường sớm thành công. Thứ ba là khuynh hướng bảo thủ. Phe này hầu như cũng là phe rập khuôn mô hình Trung Quốc. Thứ tư là phe chủ trương cải tổ thể chế, có xu hướng thân Mỹ. Tác giả nhận định, sắp tới Việt Nam sẽ có nhiều chuyển đổi từ trong nội bộ đảng. Tương lai chính trị của Việt Nam sẽ tùy thuộc vào những chuyển đổi này. Tác giả phân tích có thể cho rằng phe bảo thủ, tức phe chủ trương, vũ như cẩn đề cao mô hình tứ trụ hiện đang áp đảo nếu chỉ theo dõi truyền thông trong cũng như ngoài nước. Hệ quả của mô hình tứ trụ cho đất nước và nhân dân Việt Nam là tham nhũng, hối mại quyền, thế đã trở thành đối sống. Cuộc đốt lò sau đại dịch COVID-19 cho thấy cả một bộ máy nhà nước là một tổ chức tội phạm. Chưa bao giờ trên thế giới này ở một đất nước mà từ chủ tịch nước cho tới hàng loạt bộ trưởng đều là tội phạm không thể dùng thứ, ăn trên xác chết trên nước mắt, trên nỗi sợ hãi và khổ đau của nhân dân. Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhấn mạnh mô hình này phải dứt khoát dẹp bỏ. Tuy nhiên, theo tác giả, mô hình tứ trụ vẫn được nhiều sự ủng hộ là vì đây là phương pháp phân chia miếng bánh Việt Nam. Người ta lo sợ nhất thể quá là vì một phe lên sẽ ăn hết phần của các phe còn lại. Điều cần nhấn mạnh là Trung Quốc nhiệt tình ủng hộ mô hình tứ trụ cũng là mô hình rập khuôn Trung Quốc. Tác giả đặt vấn đề, vì sao Trung Quốc ủng hộ? Là vì chỉ có mô hình này, Việt Nam mới lệ thuộc vào Trung Quốc mà thôi. Ngoài ra, trong 20 năm, áp dụng mô hình này, sự phát triển của Việt Nam vô cùng bệnh hoạn. Tất cả đều của nước ngoài, nội lực Việt Nam không có gì cả. Tác giả cho biết, ông ủng hộ phe cải cách, mô hình nhất trụ là mô hình phổ cập, tứ trụ là ngoại lệ. Tác giả lý giải, không có quốc gia nào lại có tới hai hệ thống quyền lực hiện hữu song song đảng nhà nước như việt nam không có ngân sách nào có thể trả lương đồng loạt cho hai ông đầu tỉnh kiểu tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp bộ trưởng thì có bộ trưởng và đảng ủy của bộ đã có chủ tịch nước đứng đầu quốc gia lại còn có tổng bí thư quyền hạn đứng trên chủ tịch nước trên thế giới này có đảng nào đứng trên quốc gia hay không không có nước nào cả vì vậy tác giả kết luận phải cải cách thể chế, phải nhất thể quá chế độ, phải gặp lại hai bên, Bộ Chính trị hòa tan với Chính phủ, Ban chấp hành Trung ương hòa tan với Quốc hội, các cấp ủy hòa tan vào Ủy ban Nhân dân. Tác giả cho rằng, làm như vậy ngân sách được nhẹ bớt một nửa, với ngân sách dành cho đảng có thể tái tổ chức quốc phòng hiện đại và chấn hưng nền giáo dục khai phóng. Có như vậy mới hy vọng Việt Nam sẽ có ngày tự lực tự cường thế giới bây giờ không còn vụ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ nữa, mà là một thế giới mạnh được, yếu thua. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cải cách thể chế là yêu cầu quan trọng để tự lực, tự cường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới